Giờ học đến rồi, giờ học đến rồi. Thế có học bài không? Không. Thế có muốn lấy chồng không? Không. Thế giờ muốn lấy chồng thì phải học bài, chứ có học bài không? Thôi được rồi, em học bài chưa? Lắm chuyện, 1 cộng 1 mà không biết bằng mấy còn kêu. 1 cộng 1 bằng 2. Thế là 2 cộng 2 bằng mấy? 2 cộng 2 bằng 4. 4 cộng 4 bằng mấy? 4 cộng 4 bằng 8. Chứ trò đếm ngón tay cơ à? Thế bây giờ nhá, 10 cộng 10 bằng mấy? Văn vẻ đã lười học, đã không biết học rồi còn nói nhiều. Em không học nữa, em đi chơi lại. Không học nữa, ngồi lại đây. Chị có muốn lấy chồng không? Không, em bảo vệ chị ơi. Em đi chơi. Không được, không được, không được.